Cái ngày quái gì không biết. Chẳng ôi ma nào ra hồn nữa. Ui giời ơi, con mồi ngon đây rồi. Hình như vừa đi công tác bên ngành về. Ui giời ơi. Cái thằng chó này tự nhiên ở đâu đến vớt tay trên của mình nhá. Mày chết với bố mày. Thằng kia đứng lại. Đứng lại. Hốt cả hèn ấy. Tao cứ tưởng công an. Hóa ra là đồng nghiệp à. Tao lại thèm đồng nghiệp với cái mặt mày. Hả? Mà mày biết đây là địa bàn của ai không? À, tao không cần biết. Đứa nào nhanh tay hơn thì được thôi. À, thằng ôn này. Hổ không gầm mày lại cứ nghĩ là chó mày viêm họng à. Hôm nay mà tao sẽ cho mày biết tay tao. Đúng là thiên hạ loại người nào cũng có. À, tuy mạnh yếu nhiều lúc khác nhau, nhưng mà chẩu tre thì thời nào cũng có. Thằng ôn này nhá, mày khinh thường tao đúng không? Xuất chiêu! Ôi, chó đứng đầu thế. Trốn đâu nhỉ? Cái thằng ôn con này không biết nó ăn cái gì mà nó khỏe như trâu ạ. Không đấm được nó cái nào mới ước chuyện. Nay mình trốn ở đây, cái thằng ôn kia còn lâu mới tìm được. Nhưng mà nghĩ nó nhục ghê cơ. Đã phải trốn chui trốn lủi để đi móc trộm ví rồi, giờ lại phải trốn chui trốn lủi để né cái thằng kia ra nữa. Khó khăn lại nhân đôi. Cay quá dạo này. Mà mình đã không đấm được nó rồi thì mình phải nghĩ cách để chơi lại nó. Chả nhẽ mình cứ chịu nhục để mất địa bàn à. Mày cứ hớt đi, mày hớt đi, mày hớt đi. Dê. Cái thằng ôn này mày vẫn trêu bố mày à, mày biết tay. À cướp, cướp, bố làm rồi, cướp, cướp. Cái thằng chó con này dám chơi đều tao à. Tao mà bắt được á, tao đập cái mặt chuột kèo của mày á, nát như tương. Ây ui. Cày thế. Thằng ôn chó con của chó con này. Mày tưởng ăn bố mày là dễ à? Còn lâu nha. Người mày cũng dài đấy, nhưng mà óc mày chỉ ngắn thôi. Thằng ôn này, nó định chơi đều lại mình. May là mình chạy kịp chứ không thì vỡ mồm. Thằng nào anh nhờ? Nó lẩn nhanh thật đấy. À, chúng mày, đằng kia, đi đi. Ôi trời, cái thằng ôn này không biết là nó từ đâu đến mà nó dai như đỉa ấy. Cứ thế này chết với nó. À mà thằng này nó từ nơi khác đến mà. Được rồi, mày ác với tao thì tao sẽ cho mày biết thế nào là ác. Cái thằng này nó lẩn nhanh thật đấy. Mình đã bảo hai anh đệ đi tìm mỗi thằng một chỗ rồi mà không thấy nó đâu. Thằng ấy được đấy. À! Mày! Chó con, mày đừng để tao bắt được mày. Mày.
Thế là từ bây giờ họa mi ngừng hót rồi ông giáo à? Nhìn với tao à? Ôi giời, nhưng mà cái thằng âm binh này nó ám mình suốt. Có tình hình này không kiếm được tiền để ăn thì chết đói thôi. Nhục ơi là nhục. Có ai ở đây không? Không à? Có ai không? Không à? Hả? Này, cái cửa ấy đẩy vào mới cứ đẩy ngang thế bao giờ cho được cả thằng ngu kia. Cảm ơn anh nha. Mày xong đời rồi. Mày ôi ơi, thằng chó, đồ súc vật, đồ vô nhân đạo, vô nhân hình, vô nhân tình, vô nhân nghĩa, đấm đau không chịu được. Ôi, nói thì cũng đau rồi. Mẹ nó nữa, ai ủa, chửi nó thôi mà cũng đau hết hàm rồi, thằng này đấm gì mà thâm thế. Thằng ôn con này, mối thù này tao mà không trả được á, tao quyết tâm tao bỏ nghề. Đói quá. Con bé này trông cái mặt nó quen quen, lạ lạ. Hình như mình móc túi nó rồi thì phải. Ê, anh đây rồi, tôi tìm anh mãi. Sao mặt anh nhăn như cái đít vịt thế kia? Anh không nhớ tôi à? Lần trước vì anh hô hoán lên nên tôi mới không bị mất túi đây. Hóa ra là cô à? Thế mà tôi cứ tưởng. Tưởng gì? Mà sao mặt anh bị nào kia? Không có gì đâu. Mà cũng tại cô đấy. Ra đường thì đổ đạc cứ hớ hênh nha. Mà tôi thì tính tiền nghĩa hiệp. Tôi nhìn thấy mấy cái thằng trộm vặt móc túi là tôi không chịu được. Tôi ra tay hô lên để cứu cô. Nhưng mà không ngờ nó lại thủ dai. Đấy, hôm sau nhân lúc tôi không để ý, nó kéo 20 thằng đến nhá. Nó đánh tấn công mọi phía, nhưng may là tôi giỏi võ ấy, nên là chỉ bị như thế này thôi. Ôi, anh biết võ công á? Nhưng mà nhìn anh tè tua quá, hay là tôi đưa anh đi viện nhá. Thôi, không cần đâu. Viện cái gì? Tôi nội công thâm hậu. Về tối á, tôi chỉ cần vận khí công một lúc khỏi ngay. Chắc anh chưa ăn uống gì đúng không? Bây giờ tôi mời anh đi ăn để cảm ơn nhá. Thật ra ấy, để tôi nói cho cô hay này. Với những cái người võ công thâm hậu như tôi ấy, nhịn ăn 5 bữa nửa tháng là cái chuyện nó bình thường. Nhưng mà bây giờ cô đã có lòng mời rồi thì tôi cũng sẽ đồng ý. Bởi vì nếu tôi không đi, cô sẽ bảo là tôi xem thường cô. Thôi đi, khỏi muộn, chiều tôi cần đi hành hiệp trượng nghĩa tiếp. Để tôi giúp anh. Thế không sao, ăn uống đơn giản, hải sản có gì đâu. Cái thằng ôn này, không hiểu kiếp trước mình nợ gì nó, hay là kiếp trước nó là cái con đỉa đói bị cách ly đồ ăn cả một năm trời, mà cái kiếp này nó dai thế cơ lệ. Cứ cái tình hình này á, phải chuyển địa bàn thôi. Chứ ở đây không chết vì đòn thì cũng chết vì đói. Cụ nó. Anh hiệp sĩ, lại gặp anh rồi. Lại là cô à? Mà sao cô lại cứ thích đi một mình ở cái nơi vắng vẻ như thế này? Nguy hiểm ra. Trên đời này đâu phải người đàn ông nào cũng tốt như tôi đâu. Mà công nhận võ công của anh thâm hậu thật. Mới đó mà đã thấy khỏi rồi. Có gì đâu, tôi ăn đòn quen không, tôi võ công thâm hậu mà. Mà hôm nay đi đâu này? À, tôi đi tìm bảo vệ cho nhà hàng của tôi. Nhưng mà tìm mãi không thấy, mệt quá. Ô, thế cái nhà hàng mà hôm trước cô dẫn tôi đi ăn hải sản đấy là của nhà cô à? Ừ, anh có thấy hôm trước đi ăn, tôi có phải trả tiền đâu. À nhờ, hôm đấy không trả, biết thế ăn thêm tí. Này, cô thấy tôi thế nào? Anh á, hơi xấu trai. Sao anh hỏi thế? Cô nhìn lại một lần nữa đi, xem tôi nó như thế nào. Vẫn xấu trai. Nhưng mà không sao, đàn ông ấy đôi khi người ta phải xấu trai một tí, phụ nữ nó mới thích. Thế thì cô nhìn lại cái body của tôi, xem như thế này, đã đủ để làm bảo vệ ở chỗ cô chưa? Hóa ra
là anh đang thất nghiệp à? Ấy, không phải thất nghiệp, đang nhiều việc để làm quá đây này. Nhưng mà mấy cái công việc cũ tôi thấy nó chưa thích hợp, nên là muốn tìm một cái công việc mới để cho nó bản thân nó được trải nghiệm. Được, anh đã tốt bụng lại còn biết võ, tự ưng ấy, tôi sẽ nhận anh làm bảo vệ. Thế bao giờ anh đi làm được? Ngay ngày mai, mai luôn cũng được. Ừ, tốt lắm. Vậy mai anh đi làm luôn nhá, tôi đi trước đây. Cô đi nhá. Thế là mai có công việc ổn định, chả phải đi ăn cướp nữa, và chủ lệ sinh ngon. Thằng chó dắt cái xe để không ưng ý nó cũng đấm cho sưng hết cả mồm. Ôi đau quá. Anh Đức, anh Đức, cô đi theo tôi làm cái gì? Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi nhá, anh cầm lấy mà ăn này. Tôi không sao đâu, mà là tôi nể cô hơi nhiều đấy nhá. Chứ nếu không tôi mà giỏ võ công thâm hậu của cô già, cái thằng khách đấy có mà nát người rồi. Tôi biết mà, anh sợ nhà hàng tôi gặp phiền phức nên mới không đánh khách. Chính vì vậy tôi cho anh nghỉ buổi chiều để cảm ơn. Anh đừng để bụng nhá. Cô cứ yên tâm, người như tôi á, sức chịu đựng và cái sự nhẫn nhịn của tôi á, nó thuộc vào cái hàng thượng đẳng rồi. Anh nhớ về nhà xử lý vết thương, mai còn đi làm nữa. Tôi đi về đây. Cô về nhá, chào cô nhá. Thằng kia. Mà mình bỏ nghề việc gì phải sợ nhỉ? Thằng kia, tao tuyên bố với mày này, từ nay tao bỏ cái nghề cướp rồi, địa bàn này tao nhường lại cho mày, một mình mày làm được chưa? Tao có nghề nghiệp ổn định rồi, đừng có đi theo tao nữa. Không. Không cái gì mà không? Mày đấm tao bao nhiêu trận cũng đủ tơi bời rồi, mà bây giờ địa bàn thì tao cũng nhường lại cho mày rồi nhá. Mày tránh xa xa tao ra. Không, đánh đấm gì nữa, người ta nhớ đằng ấy, đi tìm mấy ngày hôm nay mới gặp đây. Kinh quá. Này, chẳng nhẽ cái gì, đằng ấy gây ra tổn thương và mất mát, đằng ấy phải chịu trách nhiệm chứ.